vi pháp như những mộng huyễn bao ảnh như lộ như diệt như điện ưng tá như thị quán kinh kim cang giả ký tập ba mươi bảy người già lão pháp sư tịnh không chư tướng tức trước hữu Đảng kiến phi tướng tức trước không kiến chư tướng phi tướng tức nhị biên song dung tức vô tướng vô bất tướng đắc kiến thực tướng cố dần tắc kiến như lai kiến như lai cố đắc như thị vô lượng phước đức những lời này đều là chỉ dạy chúng ta ở trong đời sống thường ngày dùng công như thế nào cái dụng công này Chính là phần trước gọi là Quán chiếu Tác quán như thế nào Quán chiếu như thế nào Phật ở trên kinh dạy chúng ta Đem tình thế tục của trước đây Thấy đều buông xả Dùng một cái quan niệm Hoàn toàn mới Phương pháp hoàn toàn mới Để quan sát lại Cái thế gian này Tiếp xúc với dạng sự dạng vật ở thế gian phật dạy cho chúng ta nhìn tướng nhìn thể nhìn tác dụng của nó trước đây chúng ta không biết cho nên hồ đà hồ đồ hiện nay đã học phật pháp đại thừa rồi hiểu được rồi Bất kỳ một pháp nào Cũng phải từ Ba phương diện Thể tướng dụng Mặt quan sát Thế thì đúng Quan sát ba phương diện này Là hoàn thành cùng lúc Không phải xem từng phương diện một Là hoàn thành cùng lúc tướng là hiện tướng tướng là có thể là không cho nên cái cách nhìn này là giống với cách nhìn của chư phật nếu như đảng kiến tướng là chỉ nhìn thấy tướng là dính có rồi tướng là có phàm phu chỉ dính có phàm phu là chỉ thấy tướng không biết được thể tánh của cái tướng này không biết thể tánh của tướng cũng chính là nói không biết nguyên nhân tại vì sao có hiện tượng này họ dính có Đạn kiến phi tướng tức trước không đây là người tiểu thừa a à la hán bích chi phật họ ở trong tất cả tướng họ chỉ chuyên nhìn thể họ không trụ ở tướng chỉ chuyên nhìn thể là dính không rồi thế là không dạng pháp vậy không tại vì sao nói người tiểu thừa đọa vào thiên chân niết bàn thiên chân niết bàn phật có khi cũng gọi là hầm vô vi vô vi chính là không họ chẳng làm gì là hầm vô vi đem họ ví như là cái hầm rơi vào trong hầm vô vi rồi đây là có ý dính vào không rồi sở dĩ họ dính vào không là trong đầu óc họ là tưởng không họ đã nghĩ thể của tất cả dạng pháp là không như vậy thì họ đã dính không chấp trước không rồi đây cũng là sai lầm đều không thể kiến tánh dính không dính có đều là lệch về một bên đều không thấy được chân tướng sự thật chúng ta thông thường gọi là thiên kiến không phải chánh kiến phật và đại bồ tát mới gọi là chánh tri chánh kiến cái chánh này chính là không lệch vừa không lệch không vừa không lệch có cái này gọi là chánh tri chánh kiến thấy các tướng không phải tướng vậy là đúng rồi thấy các tướng là có không dính không không phải tướng là không không dính có cách quan sát này công phu quán chiếu như vậy hai bên có không không dính chúng ta học được rồi phải lập tức biết dùng mới được thế là bạn thật sự học được rồi thật sự biết dùng rồi thật sự có thể biết dùng thì đời sống của bạn là đang sống đời sống của chư phật bồ tát là không phải đời sống của người phàm nữa rồi toàn bộ đời sống của bạn đều chuyển đổi rồi bạn vọng tưởng chấp trước tất cả không còn nữa tâm của bạn niệm niệm đều sanh trí tuệ là giống như ở trong đàn kinh lời mà đại sư huệ năng nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ ngày vì sao thường sanh trí tuệ vậy ngày đúng là thấy các tướng không phải tướng cho nên mới có thể thường sanh trí tuệ cái cảnh giới này hai bên sông dung sông dung chính là không tướng mà không phải không tướng không tướng là thể không phải không tướng là hiện tượng có thể có tướng có dụng vậy thì mới là thấy được chân tướng chân tướng hoàn toàn thấy rõ rồi thì chân tướng chính là chân tánh Cho nên nói Tắc kiến như lai Trong Kinh Kim Cang nói Như lai đều là nói từ trên bộn tánh Cho nên tắc kiến như lai Chính là cái mà nhà thiền gọi là Minh tâm kiến tánh Thế thì bạn đã minh tâm kiến tánh rồi Thấy tánh rồi Thì cái phước đức đó là không thể nghĩ bàn Phước của bạn Không phải do tu mà có Phước do tu mà có Là có thể tư lương Tư là có thể tư duy Lương là có thể đánh giá Phước báo của bạn có lớn nhỏ Có dài ngắn Là có thể cân đo được Phước đức ở trong tự tánh Là không thể suy nghĩ không thể đo lường được, không những chúng ta không có cách gì tưởng tượng đo lường được mà chư Phật Như Lai cũng không thể. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Cho nên nếu như tánh hiển hiện ra được rồi, đó chính là phước đức chân thật. muốn tu bát nhã không được rơi vào không đây là một câu nói rất quan trọng từ xưa đến nay người không khéo học bát nhã thường thường đều dính vào không đây cũng là sự việc đáng sợ nhất trong dạy học bát nhã của thiền tri thức xưa và nay người học chấp trước không cái phiền phức đó là rất lớn cho nên trong phật pháp có một câu nói thà chấp có bằng núi tu di núi tu di lớn bằng chấp trước có lớn bằng núi tu di cái đó thì không sợ người đó còn có thể cứu được không nên chấp không bằng hạt cải hạt cải lớn chỉ bằng hạt mè vậy rất nhỏ không được chấp không nếu như nói là chấp trước không chỉ một chút xíu là rất phiền phức chấp trước không đó là không cứu được phật bồ tát cũng không thể cứu được người chấp trước không dễ dàng phạm tội lỗi nhất chúng ta bình thường có thể quan sát được là bác không có nhân quả không tin nhân quả báo ứng hay nói cách khác họ cho rằng tạo tác mọi tội nghiệp đều là không cả không có quả báo việc xấu như thế nào họ cũng dám làm thế thì có nguy không phật bồ tát cũng không thể cứu được chấp trước có không nghiêm trọng chấp trước có họ vẫn còn có tinh nhân quả báo ứng người đó dễ cứu chấp trước không là khó cứu cho nên người tu bát nhã Kiên kỵ lớn nhất Chính là sợ chấp không Cho nên bát nhã Nhất định phải giảng cho thấu triệt Phải giảng cho rõ ràng Tuyệt đối không được phép Hiểu sai đi ý nghĩa Trước tiên Phải bịch kính Cái phía phi pháp Cho nên đối tượng mà Kinh Kim Cang chọn Kinh Kim Cang là bát nhã cao cấp không phải sơ cấp trung cấp là cao cấp điều kiện phật lựa chọn đối tượng là trì giới tu phước không rơi vào không là chọn đối tượng và thế tôn ở bản kinh bản kinh là sách giáo khoa ở trong đây nhiều lần nhắc nhở là vậy chúng ta hành bố thí hành bố thí là không rơi vào không hành bố thí ở trong câu nói này hàm nghĩa sâu rộng vô hạn cái này chúng ta không thể không biết chúng ta ở phần trước đã từng nói rất nhiều rồi nghĩa thú chân thật của hành bố thí chính là chúng ta ở trên sự thật ở trên sự tướng làm nên một tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Đây chính là hành bố thí Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Vừa mở đầu bản kinh Là Đáp y trì bác Làm nên tấm gương cho chúng ta xem Giữ nề nếp Giữ lễ độ Một mảy may Cũng không cẩu thả Cũng không qua loa Làm ra một cái tấm gương tốt Không chỉ Cho người tu hành thấy Mà làm ra tấm gương Cho tất cả mọi chúng sanh Tận hư không Khắp Pháp giới chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội mà quan sát mới có thể thật sự học được bát nhã ba la mật phần trước đã nói rất nhiều bất luận chúng ta hiện tại là đang ở loại phương thức sống nào bất luận chúng ta làm trong ngành nghề nào trong công việc nào đó đều không có chướng ngại có một số người đối với tinh nghĩa của phật pháp chưa có thể thông đạt hiểu rõ cho rằng học phật sẽ có cản trở đối với công việc của họ Sẽ cản trở đối với đời sống của họ Đây là hoàn toàn Để hiểu sai đi ý nghĩa Phạm là người Đưa ra những vấn đề này để hỏi Chúng ta đều rất hiểu rõ Họ đối với Phật Pháp Đại Thừa Thật không hiểu Nếu như nói họ hiểu rõ thì sao Họ là hiểu sai rồi Họ chưa có hiểu đúng đắn hiểu đúng đắn rồi thì bất luận làm ở trong ngành nghề nào bất luận làm công việc như thế nào đối với bạn đều có sự giúp ích rất lớn hoàn toàn là sự giúp đỡ tích cực một mảy may tác dụng phụ cũng không có hay nói cách khác giúp bạn sống vui vẻ hơn hạnh phúc hơn mỹ mãn hơn giúp cho sự nghiệp của bạn thuận lợi thành công bạn có thể được đại tự tại vậy thì mới gọi là bát nhã ba la mật đây mới là tinh hoa của phật pháp đại thừa mới đáng được chư phật tán tán cửu giới chiêm ngưỡng nếu như nói phật pháp có cản trở cho công việc đời sống của chúng ta Loại Phật Pháp này còn đáng được tán thán Còn đáng để chúng ta tu học không? Ngày nay dưới đây Ở trong người học Phật Người không học Phật thì tôi không cần nói nữa Ở trong đồng tu học Phật Có bao nhiêu người đã hiểu sai đi Phật Pháp quá nhiều, quá nhiều rồi. Trong kệ khai kinh nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, các bạn đồng tu đó là hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của Như Lai. Là xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai nhìn thấy họ, cái học Phật đó đều lắc đầu, đều cảm thán, bạn hiểu sai rồi. Phật không phải là cái ý nghĩa này. thấy đều hiểu sai rồi. như thế thì đó trở lại kim cang bát nhã hay tinh hoa của bát nhã cưng yếu của bát nhã chúng ta ở trong thời gian rất ngắn đã đem bộ phận quan trọng nhất chúng ta học được rồi nhưng mà học phải học cho triệt để phải học cho thấu triệt mới hữu hiệu không thấu triệt không triệt để là không hữu hiệu rồi thực sự dùng được rồi thì có lợi ích rất nhiều sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc vui vẻ cả một đời sẽ hoàn toàn không giống như đời sống trước đây trước đây sống ở trong khổ não ở trong mê hoặc hiện nay sống ở trong vui vẻ ở trong hạnh phúc tiền đồ là một mảng quang minh thế thì sao có thể giống nhau được chân bước trên đất thật tự mình đi vào thực tiễn nhất định phải cố gắng làm được làm được ở trong đời sống ở mặc áo ăn cơm ở trong công việc ở đối nhân tiếp vật từng ly từng tí đều là bát nhã ba la mật thế thì bạn đã thật sự thế hội rồi tướng pháp tướng phi pháp đều không chấp trước là bí quyết quan trọng của dụng công bởi vì tướng pháp và tướng phi pháp đều không chấp trước chính là cái mà phần trước bồ tát long thọ đã nói tất cả pháp không sanh thì bát nhã liền sanh tướng pháp tướng phi pháp đều không chấp trước chính là tất cả pháp không sanh. Hơi có chấp trước là trong tâm bạn vẫn chưa hoàn toàn buông xả. Chướng ngại bát nhã hiện tiền. Cái chướng ngại đó chính là chúng ta bình thường gọi là nghiệp chướng. Bạn có nghiệp chướng. Cho nên bát nhã ba la mật tiêu nghiệp chướng nhanh vô cùng. Chỉ cần không chấp trước hai bên thì nghiệp chứng liền tiêu trừ ngay Có biết bao nhiêu người Không biết được cái đạo lý này Không biết được chân tướng sự thật Tiêu nghiệp chướng tiêu như thế nào vậy? Đi bái sám Bái lương hoàng sám Bái thủy sám Đủ thứ cách sám hối kết quả có xám hết nghiệp chướng hay không vậy tôi thấy là càng bái càng nhiều nghiệp chướng không tiêu hết càng bái càng nhiều tại sao lại nhiều như vậy phân biệt chấp trước càng ngày càng nhiều thì cái nghiệp chướng đó sẽ càng nhiều làm sao tiêu nghiệp chướng đây phân biệt chấp trước đều buông xả không còn nữa thì nghiệp chướng mới tiêu hết vì thế bái xám thật sự là có thể tiêu nghiệp chướng khi bái xám phải hai bên có không đều không chấp mới có thể tiêu nghiệp chướng chúng ta thông thường bái xám là chấp có thế thì sao có thể tiêu nghiệp chướng được không chấp hai bên có không thì được cho nên Nguyên lý, nguyên tắc cơ bản Mà trong Kinh Kim Cang nói Cái này rất quan trọng Bất luận tu học pháp môn nào Đều phải dùng cái nguyên lý, nguyên tắc này mà tu Là có thể được lợi ích chân thật Nếu như đi ngược lại Với cái nguyên lý, nguyên tắc này Bạn chắc chắn không đạt được hiệu quả Niệm Phật cũng là như vậy. Phần trước đã nói với các vị rồi. Tại vì sao rất nhiều người niệm Phật không thể giảng sanh vậy? Họ chấp trước, chấp có. Họ không có buông xả. Vọng tưởng phiền não đều không có buông. Cho nên cái phần hiệu này chỉ có thể nói trồng thiện căn mà thôi Không thể chín mùi Ở trong đời này Ở trong đời này Không thể giảng sanh Cho nên không chấp hai bên Là bí quyết của dụng công Chữ yếu này cũng rất hay Là bí quyết trọng yếu Đoạn này nói từ mặt phải Đoạn dưới đây là nói từ mặt trái Hà dị cố Thị chư chúng sanh Nhược tâm thủ tướng Tắc gì trước ngã Nhân chúng sanh thọ giả Nhược thủ pháp tướng Tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả Hà dị cố Nhược thủ phi pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả đây là nói từ mặt trái nói rõ trong tâm bạn chỉ cần chấp tướng lấy tướng chính là chấp tướng chấp tướng chính là chấp trước chỉ cần bạn có phân biệt chấp trước nhất định bốn tướng đều xuất hiện ngay các vị nên biết rằng bốn tướng là hư vọng hay nói cách khác đời sống của bạn đều là ở trong hư vọng đời sống ở trong cảnh giới hư vọng thì khổ não vô tận tai họa vô bi đây chính là lục đạo luân hồi phật không gì chúng ta nói ra không nói rõ ràng rành mạch như vậy thì chúng ta mê ở trong đây hoàn toàn không có cách gì giác ngộ không có cách gì nhìn ra chân tướng sự thật đây chính là lòng từ bi của phật ân đức của phật đối với chúng sanh chúng ta xem chú giải không các tướng ngã nhân thì không còn chấp ngã vậy không tướng pháp thì không còn chấp pháp vậy không tướng phi pháp thì quan niệm về không cũng không có ngã không pháp không ý nghĩ về không đều không còn nữa thật sự sạch sẽ thì đây gọi là tam không tam không trong kinh điển đại tiểu thừa đều nói ở trong thuật ngữ danh tướng phật học gọi nó là đại tam không tam muội chính là nói cái này cho nên đại tiểu thừa tất cả đều có nhưng mà nội dung cảnh giới của nó đương nhiên đại tiểu thừa không như nhau do kiến tam không tùng thử tinh tấn tịnh niệm tương kế tiện chứng thanh tình pháp thân như vậy từ đó cho thấy bồ tát ở trên hội bát nhã quả thật không giống như bồ tát thông thường Tức là tu chứng của họ Là lấy Đại Tam Không Tam Mùi Làm căn bản Giống như chúng ta xây nhà lầu lớn vậy Chúng ta ngày nay tu học Lấy cái gì làm nền tảng gì Lấy mặt đất làm nền tảng Họ đã xây đến 10 tầng, 12 tầng rồi lại từ trên cái nền tảng này xây tiếp lên nữa là cái ý này cái trình độ này của họ cao cái tình niệm tương tục đó cùng với tình niệm tương tục mà chúng ta hiện nay nói đương nhiên là khác nhau tình niệm tương tục cũng có thứ bậc khác nhau bồ tát ở thế giới Tây phương cực lạ. Đại thế chí nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn thấy trong viên thông chương nói, ta giới 52 đồng luân. Ý của câu nói này cũng là nói ra rõ ràng cho chúng ta thấy thứ bậc của tịnh niệm tương tục có 52 thứ bậc. 52 cấp bậc. Mỗi một cấp bậc công phu cảnh giới đều khác nhau. Nhưng mà đều là tịnh niệm tương tục. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta nghe thấy tịnh niệm tương tục hoàn toàn không phải rất đơn thuần là công phu đều giống nhau. Là khác nhau bên trong có trình độ sâu cạn khác nhau như chúng ta nói công phu thành khối nhất tâm bất loạn ở trong công phu thành khối cũng là phân ra rất nhiều cấp bậc cũng không như nhau nếu như đều là giống nhau Thì giảng sanh đâu có cần chính phẩm Công phu thành khối giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Sanh về phàm thánh đồng cư độ Ở trong phàm thánh đồng cư độ Có tam bối cụ phẩm Ý này là rất rõ ràng rồi Công phu thành khối ở mức độ thấp nhất Phải phân ra chính thứ bậc Vì thì không rất rõ ràng rồi sao Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Cũng là như thế Sự nhất tâm bất loạn Sanh về phương tiện hữu dư độ Ở trong phương tiện hữu dư độ Cũng có chính phẩm Đây là chứng tỏ ở trong sự nhất tâm bất loạn Cấp bậc công phu không như nhau Lý nhất tâm bất loạn Sanh về thực báo trang nghiêm độ Ở trong thực báo trang nghiêm độ Vẫn có chính phẩm Đây là chứng tỏ Thực báo trang nghiêm độ Chí ít cũng có chính cái cấp bậc khác nhau Những điều này Chúng ta đều phải biết Đều phải hiểu rõ Bản thân dùng công Mới biết Đem công phu của mình Không ngừng nâng cao lên Là giống như chúng ta đi đường vậy Chúng ta đi du lịch đi đến nơi nào Chúng ta biết được đã đi qua Các địa điểm nào rồi từng trạm từng trạm đi về phía trước, đi vậy thì rất tự tại, biết rất rõ ràng, rất minh bạch, không thể nói mỗi một ngày đi đường đến đâu rồi cũng không biết, đó là người hồ đà hồ đồ. Hồ đồ liền sanh phiền não. Phương hướng rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, mỗi một giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều biết rõ ràng. Vì thì mới có thể Sanh tâm hoa nghỉ Sanh pháp hỷ Ở dưới đây cũng nói Cũng nói đến nhất tâm bất loạn Đến chứng thanh tịnh pháp thân tình niệm tương tục này phải đến chứng thanh tịnh pháp thân đây là công phu ở cấp cao giống như chúng ta vừa mới nói công phu niệm phật công phu thành khối sự nhất tâm bất loạn vẫn không được vẫn chưa thể đến được cái công phu này phải đến lý nhất tâm bất loạn chứng được pháp thân rồi lý nhất tâm bất loạn cùng với đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh của thiền tông là cảnh giới ngàn nhau kiến tánh chính là chứng pháp thân cho nên đây là công phu cấp cao công phu bậc cao Của tình niệm tương tục Cho nên nói được vô lượng phước đức Cái vô lượng phước đức này là đừng nhiên Vì sao vậy? Tánh đức hiện tiền rồi Phật nói cho chúng ta biết Ở trong chân như tự tánh Có vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng giống như lời phật nói ở trong kinh hoa nghiêm tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai cái tướng đó chính là phước đức trí tuệ đức tướng của như lai chúng ta làm sao biết được? Phật nói trên kinh hoa nghiêm rồi, cũng nói trong kinh vô lượng thọ, quán kinh kinh di đà rồi, nói không tỉ mỉ bằng hoa nghiêm. Hoa nghiêm là kinh giang dài, nói kỹ càng. Cho nên cổ nhân thường nói Không đọc hoa nghiêm Thì không biết sự giàu sang của nhà Phật Người đọc Kinh Hoa Nghiêm không nhiều Bởi vì Kinh quá dài Người hiện nay không có tâm nhẫn nại Nhìn thấy bộ Kinh quá dài không muốn đọc ngay cả nhìn còn không muốn nhìn nữa Nhưng mà chúng ta đồng tu đang ngồi đây Tình độ tam kinh Tôi tin phần lớn đều đã xem qua Ở trong kinh tình độ Tuy giảng không tỉ mỉ bằng Kinh hoa nghiêm Nhưng mà Cảnh giới mà nó miêu tả Cũng đủ để khiến chúng ta tán thán chúng ta nhìn thấy thế giới tây phương y chánh trang nghiêm chánh báo thân là thân thanh tịnh thân kìm càng bất hoại vĩnh viễn không bị biến đổi không bị diệt Thân thể là trong suốt Không có ô uế Không có dơ bẩn Thân là thanh tịnh Mặt đất cũng là thanh tịnh Thật sự là Phật ở trong đại thừa thường nói là Tâm tịnh tắc độ tịnh Tâm thanh tịnh Thân thanh tịnh Thân là trong suốt giống như lưu ly vậy thân thanh tịnh độ thanh tịnh đất của thế giới tây phương cực lạc không phải bùn đất cát đá như bên này của chúng ta không phải vậy đất của nó là lưu ly trong kinh điển phật nói là lưu ly chính là chúng ta hiện nay gọi là ngọc phỉ thúy ngọc màu xanh lá cây Ngọc này có thể có giá trị rất cao trong các loại ngọc Chúng ta gọi là đá quý Phỉ thúy của thế gian này chúng ta là Đá quý tốt nhất Đem đến so giới Thế giới Tây Phương cực lạc là, là không đáng một xu Cái chất liệu đó kém xa rồi Kém quá xa rồi Đất của thế giới Tây Phương cực lạc là, là bằng lưu ly Là trong suốt từ mặt đất có thể nhìn thấy tâm đất nhìn thấy tận đái các bạn ở trong kinh xem thấy vàng là đất cái đất đó là đường đi trên đất lưu ly đắp vàng làm đường đi không cần nhân công đi đắp là tự nhiên mà hiện ra. Phước đức bất khả tư nghị. Không phải do nhân công thiết kế, không cần nhân công đi trải đường. Một cách tự nhiên cảnh giới liền biến hiện, là biến hiện tự nhiên. Nếu như bạn không cho là như thế, bạn không thể tin cho rằng đây là thần thoại thì tôi xin nêu một thí dụ các bạn có khi nằm mộng cũng có lúc thấy mộng đẹp cảnh giới trong mộng đẹp vô cùng cái cảnh giới trong mộng đó phơi bày ra rồi bên trong cũng có rất nhiều cảnh giới đẹp do ai thiết kế vậy ai tạo vậy bạn không nhìn thấy người thiết kế cũng không có nhìn thấy người ở đó xây dựng tại vì sao trong mộng cảnh giới hiện tiền lập tức liền có bạn từ cái chỗ này mà thể hội thì không khó để thể hội ra được đó là sự thật lời phật nói là không giả là từ trong tâm tánh của bạn một cách tự nhiên hiển hiện ra thế giới hoa tạng thế giới tây phương cực lạc đều không phải do nhân công tạo đều không có mình ở nơi đó để khởi vọng tưởng để phân biệt để chấp trước để thiết kế là không có cho nên tất cả Pháp Đều là bất sanh, bất diệt Chúng ta ở nơi đây là dùng tâm sinh diệt Để xây dựng Đô thị đủ dạng dựng xây Mỗi ngày ở nơi đó phân biệt Ở nơi đó chấp trước Ở nơi đó nghĩ thiết kế, kiến trúc Dùng tâm sanh diệt Cho nên Thời gian lâu rồi Nó sẽ hỏng hết Niên đại lâu rồi nó sẽ biến thành đống đổ nát Là có sanh có diệt Là bởi vì bạn dùng tâm sanh diệt xây dựng nên Thế giới Tây Phương Tâm Phật thanh tịnh Tâm của đại chúng thanh tịnh Ở trong tâm thanh tịnh biểu hiện ra Tâm thanh tịnh Không có sanh diệt Không có ý nghĩ Cho nên biểu hiện ra y chánh trang nghiêm Cũng là bất sanh bất diệt quan hệ giữa y báo cùng chánh báo là mật thiết như thế chúng ta bình tĩnh quan sát bình tĩnh mà tư duy vẫn là lời phật nói có đạo lý chúng ta có thể tin được đây là nói vô lượng phước đức có lẽ người muốn hỏi thích ca muni phật thành phật rồi ở cái thế gian này của chúng ta hàng ngày vẫn đi bác mỗi ngày vẫn đi chân đất dép cũng không được mang Sống đời sống người xuất gia Khổ như vậy Chúng ta nhìn thấy đều không muốn sống cái đời sống đó Phước đức vô lượng của họ ở chỗ nào vậy? Cần phải nên biết Thích Ca Mâu Phật đi đến cái thế gian này của chúng ta là ứng hóa thân đến Không phải báo thân của Ngài Không phải tình độ của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật có tình độ Thích Ca Mâu Ni Phật có báo thân Trong Kinh Phạm Dọng Đã thấu lộ một chút tin tức Tỳ Lô Giá Na Phật Là Pháp Thân Phật Lô Xá Na Là Báo Thân Ngàn trăm ức Thích Ca Mâu Ni Phật Là Hóa Thân Đây là thấu lộ một chút tin tức Bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật Là Lô Xá Na Lô Xá Na là ai vậy? Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đó là thân thật của Thích Ca Mâu Ni. Từ đó cho thấy Y Chánh Trang Nghiêm mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là tình độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đến chỗ này của chúng ta Muốn độ chúng ta Những chúng sanh phiền não này Cái mà trong phẩm phổ môn nói Cần dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy Chúng sanh chúng ta Phiền não tộc khí Nghiệp chướng trùng trùng Thích ca mâu ni Phật Cũng phải hiện ra cái hình dạng đó Mới có thể độ chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật Nếu như muốn độ một bầy heo Ngài phải hiện một cái thân heo Đến đầu thai trong heo Mỗi ngày cùng ở chung với những con heo đó Cũng giảng kinh thuyết pháp cho chúng Để độ chúng Nếu hiện thân người Là không thể giảng kinh thuyết pháp Cho những súc sanh đó Là không được rồi Cần dùng thân gì để độ Liền thị hiện thân ấy Cho nên Thế Tôn có tịnh độ của ngài đây là điều chúng ta cần phải biết cho nên thật sự là phước đức không thể suy lược vô lượng phước đức ngài có thể hiện vô lượng vô biên thân giống như lời trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng loại năng lực này chúng ta ngày nay gọi là thần thông cũng là phước đức vô lượng của ngài ngài có thể hiện dùng vô lượng vô biên ứng hóa thân giúp đỡ tất cả chúng sanh phật giúp đỡ tất cả chúng sanh việc chủ yếu nhất là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Đây mới là việc quan trọng nhất Đây mới là thật sự giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề Cho nên nói Đây tức là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn Ở tình độ tông chúng ta cái cảnh giới này là thuộc về lý nhất tâm Là lấy tam không tam muội làm nền tảng Lại tinh tấn tình niệm tương tục Tình niệm tương tục câu này Chúng ta cũng phải xem nó linh hoạt Không được phép xem nó cứng nhắc Là của tịnh độ tông bạn xem như thế Không thể nói bạn sai Nhưng mà Ý nghĩa không viên mãn Bất kỳ tông phái nào Bất kỳ pháp môn nào Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Bất luận tu pháp môn gì Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị Tổng cương lĩnh của nó Chính là tu giác chánh tịnh. Pháp môn nhiều đi nữa, chỗ tu đến chẳng qua là giác chánh tịnh mà thôi. Giác chánh tịnh là một mà ba, ba là một. Tuy nói ba chữ, nhưng trên thực tế là một sự việc. Vì thế, bất kỳ một pháp môn nào, công phu tổng trì đều là tịnh niệm tương tục cho nên hàm nghĩa của cái danh từ này bao gồm toàn bộ phật pháp không những là toàn bộ đại thừa bao gồm ở trong đó mà tiểu thừa cũng không ngoại lệ đều khái quát ở trong đó thử tiết kinh văn tùng phản diện hiển kỳ tất ứng tam không chi cố Cái câu từ này vô cùng khẳng định Tức là nhất định phải Không làm như vậy không được Nhất định phải Nhập Tam không Hay nói cách khác Tuyệt đối không được có chấp trước Phân biệt chấp trước Nhất định phải đem đó xả sạch phân biệt chấp trước có thể nói là chướng ngại căn bản tu hành không thể thành tựu của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay phần trước đã nói chúng ta không phải đời này mới tu hành mỗi một vị đồng tu thiện căn phước đức nhân duyên đều bất khả tư nghị thiện can phước đức không cần nói nữa nhân duyên chúng ta ở trong đời này gặp được chánh pháp đại thừa gặp được kinh kim cang bát nhã gặp được tình độ tam kinh ngũ kinh cái nhân duyên này bất khả tư nghị Hay nói cách khác Thiện căn phước đức, nhân duyên Chúng ta thấy đều đầy đủ rồi đề này có thể thành tựu hay không? Chỉ xem chướng ngại căn bản này Bạn có biết hay không? Sau khi biết được chướng ngại căn bản rồi Đem cái chướng ngại này trừ sạch Chúng ta ở trong một đời này Liền thành công công đức của chúng ta ở trong đời này đã viên mãn rồi nếu như không biết chướng ngại ở chỗ nào không biết đem chướng ngại trừ sạch đời này tuy là ba điều kiện đầy đủ mà không thể thành tựu vậy thì thật đáng tiếc bởi vì ba điều kiện này tất cả đầy đủ Thật không dễ dàng Quá khó Quá khó rồi Chúng ta ngày nay ba điều kiện này đầy đủ Nhưng mà phải biết Nó có chướng ngại Bạn cần nhận rõ chướng ngại Trừ sạch chướng ngại Công đức liền viên bản ngay Dĩ minh tơ hào Trước tướng Tiện thị phân biệt tâm Tiện phi thanh tịnh tự tánh Tiện thị trục vọng Mê khước chân tánh Khởi hoặc tạo nghiệp Khổ báo luân hồi đích phạm phu Đọc đoạn văn này Quả thật Cảm thấy lòng người rung động Lạnh sợn tóc gáy đối với đồng tu chân thật hy vọng trong đời này thành tựu mà nói là lời khai thị vô cùng quan trọng đó chính là mảy may phân biệt chấp trước cũng không được có thì chúng ta đời này niệm phật mới bảo đảm giảng sanh cái mà chúng ta đời này mong cầu chính là sự việc này ở trong đời này nhất định đạt đến cứu cánh viên mạng cho nên một mảy may phân biệt chấp trước cũng không được có, nếu có chính là chướng ngại. Chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta, tự tánh thanh tịnh chính là tâm thanh tịnh. Chính là chạy theo vọng hay nói cách khác đi đường quay đầu rồi chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chính là chạy theo vọng chính là mê chân rồi cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật